Chào các ông, tôi là Carhandle đây. Như chúng ta đã biết, Liên Quân Mobile là một tựa game thắng bại tại kỹ năng. Vậy nhưng, khi bạn đã có cho mình một kỹ năng cao thì nó mới chỉ là điều kiện đủ để đưa bạn đến với chiến thắng. Việc thắng một trận đấu nó còn dựa vào các yếu tố khác như Wi-Fi, cấu hình máy bạn, skin, meta từng mùa, đồng đội của bạn, vân vân. Nhưng mà yếu tố tôi cho là quan trọng nhất không phải là kỹ năng, mà đó chính là những thằng chúa hề sắt cánh bên vai bạn, người sẽ cùng bạn bê từng cái trụ của đối phương. Đúng vậy, tôi không đùa đâu. Thử hỏi xem, nếu một tem đang 5v5 bình thường mà bỗng dưng có một thằng AFK. Đấy, các bạn biết kết quả rồi đấy. Bởi vậy, hôm nay tôi sẽ giúp các bạn tìm cho mình một người đồng đội tốt. Chào mừng mọi người đến với Nita. Đây là một ứng dụng xã hội dành riêng cho các game thủ để quen biết và tìm kiếm những người bạn có cùng chí hướng, có thể chơi và trò chuyện trực tiếp với nhau. Có thể hiểu là bạn sẽ dùng Sung Nita để thuê những bạn nữ loli về chơi cùng. Nhà anh có bán rượu không? Mà nói chuyện với anh em say quá. Ông nào lại bảo không đổ đi. App còn có phòng thoại được mở từ 11 giờ đến 11 giờ sáng, giúp bạn giao lưu và tìm người đồng hành, hoặc có thể yêu cầu hát hoặc chơi các tựa game phổ biến. Và quan trọng nhất, link tải tôi để ở phần mô tả. Có không hay tải và đánh giá 5 sao cho app nhé. Gì 452626 hả? Đúng rồi chị, và đi em chờ đây. Em có thể cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp. Ngoài cái câu chuyện này. Đâu đâu, không có gì chị ơi. Nhưng mà số 2 Big FD gọi. Vậy chị đi mid cũng được. Ok, vậy chị đi mid, em sẽ đi top nhá. Ok luôn. Chị ơi, vậy thì chị năm nay chị bao nhiêu tuổi vậy? Chị 2K3. Em sinh năm nhiêu? Em 2K5 ý. Năm lớp 12 đúng không? Đúng rồi chị, năm nay em cuối cấp á. Được rồi, đi thôi. Đi thôi. Fucking mother bloody fuck bitch. Bruh. Ý, một máu thì thằng này tốc biến nhanh hơn. Ui ui, không sao. Tốc biến nhanh hơn thế là nó ăn luôn. Để tí nữa em ra xử nó, dám động vào chị à? Ê hay. Thôi bây giờ chị cứ xuống ngay dưới AD đi. Ok. Từ từ, tới liền. Hiện tại không, ý Lily đây. Ui. Chạy được không em? Ui, không sao, em vẫn còn ulti cơ mà. Chạy được ngay rồi. Thế em chạy được vào lòng chị không? Mày xong rồi! À, chết em rồi, cứu em với. Cố lên, anh nha. Rồi, anh nha rồi. Omae wa mou shindeiru. Ui, tự nhiên em quay lại. Tại em tưởng nó chưa chết đấy chứ. Đồ ăn hại. Thằng Linh đi hình như xuống dưới đồng đó. Ok, để em đép cái trụ này đã. Nó đây nè, cho em đập mình, mặn ngon nó đập mình. À, con Lily ở trong này này chị ơi. Xí vậy, xí vậy, xí. Cái thân trưởng. Ôi trời ơi. Từ, cái từ nó dậy. Ừ, không sao, chị tập trung rất bright nè. Ui, xuất sắc chị ơi. Anh cần bộ đã luôn. Thôi kìa, thế còn em thì sao? Bạn là nhất, bạn là nhất nha. Anh kinh công nè, nó coi. Ok, tới đây để em giúp. Lag kìa chị ơi, lag kìa chị ơi. Em địch đâu hết rồi chị? Em địch mất mũi. À, chúng nó ở trên này nè. Lên 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 lên. Ui ai chị ơi, cứu em ơi. Chết sạch. Anh ơi. Hay quá. Win rồi. Trận này win chắc luôn. Không win em tặng chị kênh YouTube em luôn. Thật đâu. Nhưng mà phải thua cơ thì em mới cho. Thì bố ra fit 10 mạng nha mọi người, cho em dễ pháp. Chúng khét đấy trời. ID của tóc quen lắm kìa. Ui chị ơi, hình như có fan chị ơi. Chết rồi, có fan. Cái này em không biết nha. Ghê nha, có fan đồ. À, hết chiêu rồi nha mọi người. Ok, công vào luôn là chị ơi. Ê kìa, ID cẩn thận, ID cẩn thận. Ui, nó cái nào kìa. Chị đứng ấy, để em vào lo. Rồi, win rồi. Ê, victory. Làm biết em xuống. Không, về bên kia biết xả thổ rồi. Vậy thì chị đi spay nhá. Ui, chị nghĩ là em đi rừng nhá. Chị dụng là mình bút bảnh có được không? Chị nói sao cơ, bút bảnh á? Đúng là mình bút bảnh có được không? Ôi giáo ơi, giam ba bút bảnh. Cứ để em gánh tem cho. Không phải.
cái con này chị chưa có đánh nó lắm, nhưng mà đánh được cũng vừa chạy rồi, chứ chị đổi con nữa. Chị em mình là cái gì mà? Chị em mình là cụ Su Hào. Yo yo lúc bắt la. Mà em có hồng. Na rén là không có ra rồi. Na chưa có chưa cuối mà. Vậy thì vô phụ em đi, vì em ngõ hụt rồi. Kệ nó đi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Na vào kia, na vào kia. Cầm một phá đòi cướp. Lily lại đi tìm nắp nữa. Thánh sơn của Lily đi tìm nắp. Thế là Lily lại đi tìm Maratini rồi. Maratini. Ôi chị ơi, cứu em với. Butterfly. Má. Không được, không được. Có nó ra kìa, có nó ra kìa. Trời ơi, rồi đi chơi mà hồi chắc nắp nó lấy chỗ. Nắp ơi, chờ mình với nắp ơi. Đánh thường nhưng không phải đánh thường. Đánh thường nhưng hơi bất bình thường nha. Có lúc thường, có lúc không thường. Có lúc dễ thương, có lúc hơi quạo nha. Không ăn được, nó chạy quá. Ui ui ui, ở đây có 5 đứa chị ơi. Dê. Mày là tin đi của em kìa. No no chị ơi, mai đặt tin đi của em là chị cơ mà. Mới thế này đúng báo luôn. Ui, thằng này nó bụi đi. Ôi, nó chị ơi, có 20.000 đồng cho em vay với. Tất cả 20.000, bác hồn đúng nhất. Anh Trúc. Sao mà đó được. Ôi, ôi, ai à của em. Sao mà đó được. Ôi, ôi, ôi. Chị ơi, em cho Red nè, vào đi. Ok nha, giao lại xin nha. Vậy là đàn lính này sẽ là của em. Thôi quá à, lời quá vậy. Hay hay hay. Quan hệ đối tác trả phí mà. Ảo thật đấy. Khoan nào, khoan nào. Ơ kìa, sao lại không chết. Ok, tên bạn chỉ còn Na thôi, lên win được kìa. Đi của em ở dưới. Xuống xe, bác tài ơi. Đúng không, được không? Để được. Em, để em có nhà. Mạnh, may nhà mới. Về nhà, vết sạch. À không, còn các cái gì nữa. Tóm lại, hãy tại Nita. Nếu như bạn đang muốn tìm cho mình một người đồng đội tốt, nếu như không muốn tìm đồng đội thì bạn có thể tìm người yêu cơ mà.